Trời tôi đau, đau quá, bây giờ đau đầu quá. Ông sốt. Em đau không? Chán. Nói chung là chán mọi người ạ. À. Thôi tự yêu bản thân mình đi chỗ khác đi, ngứa mắt. Thả tim chia sẻ với người gọi nha. Có nhu cầu làm răng nhớ đến với em đấy, đừng có đi chỗ khác. Đấy, sau khi cấy xong đây, được nhìn thấy luôn cái chân răng ở trong cái mỏ của mình. Nó có bao nhiêu cái chân răng. Mọi người ơi, đây là chụp phim đây. Đấy, thấy không ạ, mất một cái răng là nó tội vạ như vậy. Đấy, mọi người hãy biết chăm sóc cái răng của mình sớm. Một cái trụ này mà hiện tại em cấy đây là 35 triệu chưa tính ghép xương. Nếu cả ghép xương nữa vào thành hơn 40 triệu, em cấy trụ đắt nhất, được chưa? Đấy, nên là mọi người hãy biết yêu bản thân mình. Đừng để cho là tốn kém này kia, bên em ngừng chụp xong là sẽ được kiểm tra luôn. Tránh trường hợp như hôm nọ có một khách hàng đến em kiểm tra giật cả mình. Cấy 4 trụ ở nơi khác, cuối cùng đến chụp phim bên em ta có 2 trụ thôi, người ta cấy điêu. Người ta tính tiền 4 cái nhưng người ta cấy có 2 cái thôi, bên em không làm ăn như vậy nhá. Rồi thả tim chia sẻ đây, miệng còn tê và mặt cười nhăn nhở. Cái gì thì cái, chứ nhìn cái ánh mắt là biết còn nói dối hay không, đúng không ạ? Em là một cái người nói thẳng luôn là cũng có tí tiền, nên về độ sợ đau hoặc là nhát hoặc là sợ chết thì chắc chắn là cũng có đấy. Nhưng mà khi em đã làm được như vậy rồi thì mọi người yên tâm, không có gì không làm được. Và tóm lại là phải yêu cái bản thân mình. Có mỗi cái miệng để ăn mà ăn đã không ăn được, nó ức chế lắm. Từ hôm cắt cái cầu này ra là em rất hay đổi cáu mọi người ạ. Tại vì ăn thì không ăn được, nhái thì cấp kênh, nói thì cứ bị ngọng, cứ thều thào. Qua cái chỗ này mà có một cái răng đã thều thào. Những người 3, 4, 5, 7, 10 cái răng thậm chí là mất cả hàm thì sự khó khăn như thế nào. Em ăn em nhai em cảm thấy cuộc đời thật là cấp kênh, bấp bênh, thật là bực mình. Đấy. Tóm lại là có nhu cầu răng đến với em Hường nha, chỉnh nha, cái implant bọc xứ thẩm mỹ viêm lợi hôi miệng tụt lòi mồng của chân răng. Gì cái gì cũng được, cứ đến em Hường, ok đảm bảo an toàn. Nhớ thả tim chia sẻ bấm theo dõi. Bạn bè người thân cô dì chú bác người yêu cũ người yêu mới giới thiệu dân đến em là răng hết nhá. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo. Anh ơi! Em làm răng mà anh không quan tâm một tí nào luôn. Anh không hỏi một câu em có đau hay không, anh cũng không quan tâm. Anh yên tâm bác sĩ mà. Yên tâm bác sĩ thì yên tâm bác sĩ vợ anh hoàn toàn. Đây mọi người ơi, đây là ông chồng của em, theo mọi người có nên là thay chồng không? Giờ em nghĩ ra, ôi đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá mọi người ơi, không được một lời quan tâm, không một câu hỏi thăm. Trời tôi đau quá, đau quá, bây giờ đau đầu quá. Ông sốt. Đau không? Chán. Nói chung là chán mọi người ạ. À. Thôi tự yêu bản thân mình đi chỗ khác đi, ngứa mắt. Thả tim chia sẻ với người gọi nha. Có nhu cầu làm răng nhớ đến với em đấy, đừng có đi chỗ khác.